rất là hay, nó biết được bản thân mình. Ví dụ nha, mình là người tiết kiệm đúng không, mình sẽ coi ở trong đây á có cái cung nào á mà nó sang không tiết kiệm, cái thân cái người cung đó mình đã chuyển người cung đó chứ chưa. Đang thấy ở đây là nè, kim ngu sinh ra giữ tiền, mình không có nhảy vô được rồi. Song tử sống để hưởng thụ, người ta tự hưởng thụ, người ta cho mình thử. Cự giải thần giữ cửa, giữ chặt cái cửa rồi sao mình mở cửa. Giữ cửa. Thiên bình được nè, thiên thần hào phóng, thiên bình mình có ai? Nè. Trời ơi, thôi thần keo luôn. Nhà khoa học về tiền. À là họ túi tiền rất khoa học cho nên thôi dẹp luôn thần nông. Túi tiền. Mà có tiêu tiền thông minh, bảo bình tiêu tiền thiếu thực tế. Wow, được nè. Wow, với lại song ngư nữa. Tiền là một đề tài bị lãng quên. Khi nào tao quên mình lấy.